Chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại ván xa trong cái thông tin của vụ bé gái 8 tuổi thì đây là một cái thông tin mới mà cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra vào ngày 5 tháng 1 năm 2022. Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang tội giết người và khởi tố Nguyễn Kim Trung Thái về hai tội danh. Ngày 5 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã giải đã đưa ra quyết định về việc khởi tố bổ sung thêm vụ án giết người và che giấu tội phạm, đồng thời có quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và khởi, khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Theo như điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 22 tháng 12, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ bệnh viện ở phường 22 quận Bình Thạnh về việc có cấp cứu bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngừng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Quá trình thu thập chứng cứ trích xuất camera an ninh và các nhà chức trách đã xác định hôm nay xảy ra vụ án võ Nguyễn Quỳnh Trang, 26 tuổi, quê ở Gia Lai, đã đánh đập bé gái bằng gậy gỗ có đường kính 2,2cm, dài 90cm. Theo đó từ 14 giờ đến 18 giờ, Trang đã đánh nhiều lần vào các bộ phận trên cơ thể của bé của cháu bé. Ngoài ra Trang còn chói chân tay ép bé gái học bài và tát nhiều cái vào mặt của bé An, đạp vào người và vùng kín của nạn nhân. Sau nhiều giờ hành hạ đến 18 giờ Trang phát hiện bé gái có triệu chứng khó thở, nôn ói cho nên đã kéo nạn nhân ngồi lên giường và gọi điện cho ông Nguyễn Kim Trung Thái là cha của bé A. Người cha về đến nhà thì ôm con gái vào nhà tắm và hút các dị vật trong mũi thức ăn để cho bé thở. Khi thấy bé có dấu hiệu yếu dần, ông Thái gọi bảo vệ đưa con đến bệnh viện để cấp cứu. Hậu quả của vụ bạo hành làm bé gái tử vong, nguyên nhân được xác định là do phù phổi cấp, cơ thể có quá nhiều tổn thương và bầm tụ máu. Quá trình pháp tự y tử thi, cơ quan chức năng xác định bé A bị tổn thương vùng ngực bụng gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải và vùng đầu của bé gái bị tụ máu, não phù nhẹ. Liên quan tới vụ án này, đến nay các cơ quan điều tra đã khởi tố Trang về tội hành hạ người khác và bắt khẩn cấp Thái. Thì đây là những cái thông tin hồ sơ bổ sung thêm quý vị nha. Thì coi như là... Ờ, những cái thông tin này là mới trong của ngày hôm nay vừa mới ra xong đó ở bên Việt Nam là ngày 5 tháng 1 rồi còn ở bên Mỹ thì bây giờ mới là đêm muộn của ngày 4 tháng 1 thì bán xà cũng lên để cung cấp thêm cho quý vị những cái chi tiết này đây gọi là những cái chi tiết bổ sung để mà khởi tố cái tội giết người của 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 gì ghẻ trang và khởi tố ông Nguyễn Kim Trung Thái bắt khẩn cấp với hai cái tội danh nữa quý vị nha đó thì sẽ cập sẽ cập nhật tiếp cái tình tiết của cái câu chuyện này và hy vọng uh, pháp luật của Việt Nam sẽ xử lý thích đáng trong cái uh, vấn đề của em bé 8 tuổi mà đã bị tử vong rất là đáng thương phải nói là vô cùng đáng thương và chúng ta hãy chờ xem cơ quan của pháp luật của nhà nước Việt Nam sẽ xử lý ra sao trong vụ án này cũng là những cái tấm gương cho rất nhiều người đang ở trong cái hoàn cảnh rất nhiều gia đình ở trong cái hoàn cảnh giống như vậy và xa dừng cái video tại đây hẹn gặp lại quý vị bye bye